Xin chào, chúng ta cùng quay trở lại với chứng khoán phái sinh. Như vậy là chúng ta có một phiên kéo xả, đúng không? Một phiên F1 tiếp tục tăng điểm và kéo xả, tạo ra một nguyên nhân ở phiên sáng đến phiên chiều, một nhịp rũ bỏ, sau đó kéo lò. Thực ra thì cái nhịp này chúng ta cùng view rồi, đúng không? Chúng ta view là gì? Nó tạo ra một cái biên TR, nó có điều chỉnh từ vùng biên min PLF 96.x, sau đó thì tiếp tục một nhịp điều chỉnh sọt tiếp ở vùng 91-92.x xuống, đúng không? TP1 về vùng 88.x và TP2 về vùng 85.x. Tuy nhiên là cái nhịp nó đánh về 86.1 thì anh em có thể thấy là gì? Có phân kỳ, đúng không ạ? Có phân kỳ, sau đó test spring, test one nhỏ, sau đó kéo lên đoạn này thì chúng ta tiếp tục mà follow long lên nhá. Đó. Thì mục tiêu ngày hôm nay chúng ta đánh một nhịp đẩy long trên vùng 96, sau đó thì sọt chỉnh về lớp gap, đúng không? View sọt chỉnh về lớp gap quanh vùng 87-88 và có thể một nhịp nó ấn xuống sâu một chút xuống vùng 85.x. Đó, quanh vùng này chúng ta đánh long lên. Đó. Ngày hôm nay thì chúng ta có tín hiệu chơi ở đâu? Thứ nhất là sau khi mà đánh về biên min 96.x thì anh em có thể thấy là gì? Cơ sở rung lắc, đúng không? Sau đó thì nó tạo ra một nhịp chốc M1 này, đúng không? Chốc M1 này. Con M3 cũng có nhá. Sau đó thì anh em thấy là gì? Giá nó có một cái cụm inside bar ở đây. Nó đóng vai trò là gì? Nó đỡ giá, nó hold giá cho cái thằng 95.x này đẩy giá lên. Và sau khi đó thì giá quay trở lại thủ thằng này. Thì thằng này chính là gì? Thằng breaker OB, đúng không? Sau đó thì nó thủng qua, nó đóng lên thủng qua, test lại và đi xuống tiếp, nó tạo bot, sau đó đi quét IDM xong rơi xuống. Thì đây chính là những cái vùng giá mà chúng ta sẽ tham minh là gì? Tiếp tục đánh sọt. Trước đó thì chúng ta thấy là gì? Nó có một nhịp đỡ giá ở vùng 92.x ở đầu phiên á. Sát IMA 10-15 có báo mọi người nếu như ai mà long tiếp tục đẩy ở vùng giá này thì mình sẽ phải chốt lời ở vùng 94.x. Thì đây chính là cái vùng mà nó sẽ có lực bán xuống tiếp tục. Rồi sau khi nó BOS, nó đánh sập thằng này tiếp này, chúng ta sẽ view là gì? Giá nó xuống về lớp gap, đúng không? Về lớp gap, sau khi về lớp gap thì nó tạo ra một cái biên TR đấy, thì chúng ta sẽ sọt ở biên trên. Nhớ là khi mà nó đã tạo ra một cái biên TR thì chúng ta sẽ canh những nhịp mà quét, đúng không? Lấy thanh khoản ở trên này, sau đó có mẫu hình đảo chiều là chúng ta sọt xuống thôi. Đó, những nhịp mà có phân kỳ này, sau khi mà đẩy giá lên, đúng không? Nó tiếp tục nó kín cây này thì là những nhịp mà nó sẽ bán xuống tiếp tục, bán xuống tiếp tục thôi. Và thường thường thì những cái con sóng, ví dụ một con sóng từ 94 về 88 thì đâu đó nó cũng có thể về 0.5 Fibo, 0.618. Đây chính là vùng mà chúng ta sọt xuống tiếp được. Và mình chỉ view sọt xuống vùng 86, 87, 85X là mình bắt long lên nhá. Mình view là một nhịp mà mình đánh long lên đó. Đánh long lên. Và mục tiêu đánh long thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ đánh về vùng swing này, chính là vùng 94.x, sẽ chốt lời bớt ở đây. Còn cái nhịp cuối phiên nó có kéo lên trên vùng 96x thì cũng loanh quanh cái vùng giá mình lên chốt lời bớt vị thế ở đây này. Đó, còn cái chiến lược mà cầm qua đêm hay không thì long chen thì vẫn có thể cầm được, tuy nhiên là gì? Mình lên chốt lời bớt vị thế. Ví dụ nếu như bắt được quanh vùng giá 89-88 ở cái nhịp này hoặc là quanh trên 89x này thì anh em có thể chốt 70% ở đây cũng được này. Đó. Chốt 70%. Sau đó thì chúng ta sẽ cầm 30% thôi. Mai có thể là canh nhồi những cái điểm NPS ở bên dưới, đúng không? Tại vì chúng ta không thể là cầm full được và cũng không thể là long ATO, long ATC để cầm được, rất rất rủi ro đó. Banh đang trên vùng đỉnh rồi, đúng không? Phải có điều chỉnh chứ, kéo mãi có điều chỉnh. Nếu như banh chỉnh và trụ cũng chỉnh, đó một phiên mà thị trường nó điều chỉnh mạnh thì nếu như anh em mà cầm long ở đây rất dễ nó sẽ phải gồng lỗ. Tất nhiên là có thể là sóng một tháng tới vẫn là một sóng long và vẫn có thể về bờ, nhưng mình sẽ đánh an toàn. Đó. Cái nhịp ở cuối phiên cược được không? Nhịp ở cuối phiên thì chú ý này, chúng ta có một cái con bin 3 M15 thì chúng ta có thể chơi được, nhưng mà von nhỏ thôi. Tại vì nhịp cuối phiên, những cái nhịp test này tương đối von sọt tương đối mạnh, đúng không? Mãi cái nhịp cuối phiên nó kéo bất động sản lên đấy. Đó, sau đó thì banh quay trở lại đấy, có một vài mã banh quay trở lại thì chúng ta mới xác nhận là
vượt 9192 92 cả vượt thằng 91X này là nó sẽ kéo lên tiếp thế thôi. Chứ còn nhịp mà test có cái pin 3 này chỉ là cái dấu hiệu đầu tiên có thể thôi. Có thể là ở đây là spring rồi, thì khi mà test lại thì có thể đặt cược quanh cái vùng 87X cộng trừ hoặc là quanh 88X ấy, quanh cái lần đây này đúng không, quanh cái biên dưới của TR này anh em nhé. Đó, khi mà nó đóng lên quay trở lại, đóng lên bên trong thì chúng ta có thể cược ngắn thôi. Tại vì buổi sáng mình có một nhịp mà sọt xuống đây lãi rồi, chúng ta có thể cược một cái von nhỏ giữ lãi ở đây và đánh lên. Thì mục tiêu mình chỉ đánh lên trên cái vùng này thôi nhé, đánh lên đây thôi. Ở cuối phiên có một cái von long và khá ổn, tuy nhiên là cẩn trọng nhé, cẩn trọng. Cái này hoàn toàn có thể ngày mai nó đi xuống đây chắc chắn là vẫn có một lực đẩy lên nhá, chắc chắn mình vẫn có thể là đánh long một nhịp đẩy lên quanh cái vùng giá 8991. Tuy nhiên là gì, nếu như mà kịch bản mà nó bị cây này nó bị ăn được bán, nó đi mà cây này nó bị kin, thì một kịch bản dụ bỏ sâu là có thể xảy ra, có thể rơi về vùng 7x. Đấy là có thể một kịch bản thứ hai thôi. Còn xu hướng chính thì vẫn ưu tiên gì, ưu tiên canh chỉnh long thôi. Ngày hôm nay thì những cái đoạn mà sideways biên hẹp này, thuật toán thì có nhịp sọt ở vùng 90, 91 về vùng 87, 88 ấy, 8. Tuy nhiên là những cái nhịp ở cuối phiên và những nhịp mà sideways biên hẹp mình đã xác định biên hẹp rồi thì chúng ta sẽ đánh ở biên hẹp và không long sọt đuổi nhá. Nhớ là không long sọt đuổi. Mình sẽ tranh chấp. Ở cuối phiên nó có một nhịp đồng pha long ở vùng 93 đấy. Tuy nhiên là gì, cái đoạn đó thì cũng là gần sát phiên rồi, gần cuối phiên rồi, mình sẽ chờ trong phiên ngày mai, không được FOMO. Cái đoạn cuối phiên có 5 phút đúng không, long 93 cũng đẩy lên khoảng tầm 2 điểm thôi, không ăn thua, là mình sẽ chờ đợi cho ngày mai. Cơ sở ngày hôm nay thì bình thường thôi. Thực ra thì đối với em đấy là nhịp rung lắc cũng lên, có lẽ ra nó phải, thực ra thì câu chuyện nó điều chỉnh đúng không, sâu hơn thì cũng là chuyện bình thường đó. Rung lắc tạo doji ở trên này cũng là bình thường. Thực tế mục tiêu của mình vẫn đánh lên trên vùng này lấp gáp. Và ở đây thì nó đang form cho mình một nhịp là tích lũy thôi. Tích lũy thì cái câu chuyện nó về test LVS ở đây là chuyện bình thường. Tuy nhiên là cái đoạn anh em cũng có thể thấy gì, có Mazda 3, có Inside ở đây đúng không? Thì kiểu gì về đây cũng có lực cầu đi lên thôi. Khó thủng đây đó, đúng không? Cuối phiên thì có bất động sản quay trở lại kéo lại đúng không? Thì mọi người có thể chú ý dòng này. Đối với thị trường vỏ sóng thì tất nhiên rồi, chứng khoán và bất động sản thì chắc chắn nó chạy hơn bánh rất nhiều lần đúng không? Thì chúng ta sẽ canh bất động sản. Đấy, quan trọng là chúng ta sẽ đánh được thế nào cho cái LAV của mình nó tăng nhiều nhất có thể đúng không? Thì chúng ta sẽ đánh khoảng 1-2 mã thôi. Có thể là all in một mã đúng không? 1-2 mã về bất động sản. Tùy anh em cảm thấy là thép hoặc bất động sản hoặc là chứng khoán, một trong ba ngành này mà con nào nó có vị thế đẹp và có thể là chạy xa thì em chơi đúng không ạ? Bất động sản thì mình có Lam Long, DG và Phát Đạt. Đó thì một trong ba con này. Thực ra là ba con đều có điểm đánh đẹp rồi đúng không? Chúng ta đều có lãi rồi, tiếp tục hâu thôi. Phát Đạt thì lành quanh được 4-5%, đích thì ở bên dưới, gom thì cũng được đâu đó 4-5%. Có Lam Long thì được 8%, chúng ta sẽ tiếp tục hâu thôi. Đó, và đánh only chỉ 1-2 mã thôi. Lam Long em cho đánh 35-36 đúng không? Đó thì em thấy là 9%, tiếp tục hâu nhá. Khi mà thị trường mở sóng thì mình sẽ ăn khoảng tầm 30-50%, 50%. Đánh nước rút 50%, 40%, sau đó thì mình sẽ chốt full, sau lại sang ôm sang mã khác của bất động sản chưa chạy. Đó thì mình sẽ đánh luân phiên. Đó, sau cùng thì mình sẽ đánh về L14 đúng không? Mình sẽ đánh một vài con đầu đàn của bất động sản trước. Đó, đấy là cái cách mình đánh LAV lở lên cho nó nhanh nhất có thể. Còn những cái đoạn mà ví dụ nó không chạy được luôn mà thị trường nó quay trở lại, nó điều chỉnh đúng không? Tích lũy tiếp của bất động sản thì chúng ta chờ đợi thời cơ thôi. Đúng không? Hoàn toàn có thể cắt hóa vốn hoặc là mình vẫn hold một tỷ trọng nhỏ thôi, đúng không? Chờ xác nhận ROS mới đánh căng tay. Đó, cũng có thể những nhịp như nó rũ bỏ về spring đây, thị trường mà. Nhưng mà mình view là nếu như có sóng thì nó sẽ chạy rất mạnh và mình sẽ đánh cái nhịp này, đánh all in một hai con thôi. Tránh dàn trải nhá. Thực ra đánh dàn trải ra để mà trong một con sóng này ăn phải hold được full như thế này. Đó, phải hold được full như thế này.
mã nào được, cổ phiếu nào được thì đánh như này nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Giống như cái giai đoạn mình đánh X2 chứng khoán ấy, từ tháng 4 đấy, quan trọng là ôm được một hai mã thôi, chứ đánh mỗi mã một chút từ 5-7% chốt là hết rồi, không ăn thua đâu nhá. Rồi ngoài chứng khoán thì chúng ta thấy là thép, thép thì chúng ta đang có VGS đúng không? Quay trở lại biên dưới thì thực tế là nó vẫn đang ở trong một cái biên từ từ 23 đến 21 thôi. Và mình xem là ở đây nó có mô hình tái tích lũy hay không, chúng ta sẽ cần chờ. Thì đây là một con cổ phiếu cũng tương đối ổn, chúng ta sẽ quan tâm thôi. Sẽ không nên đu ngày hôm nay buổi chiều, không nên đu đúng không? Cái HSG ví dụ như cái mô hình đáy cao dần như thế này đúng không? VCP đó có von lộ, nhưng mà thực tế để mà đánh điểm đẹp chúng ta vẫn cần chờ, tại vì nó vẫn là ngay ở vùng đỉnh rồi đúng không, vẫn ở vùng cực trị ở đây rồi, đã thoát được đâu, khi nào thoát được thì hãng hay, vẫn chờ đợi thôi. Nam Kim ngày hôm nay xuất hiện một cây, thực tế là vẫn là một nhịp sideways up của Nam Kim, hôm trước em có báo rồi. Còn Nam Kim này thì nó mình đánh T cộng đây vẫn có ăn, đánh T cộng đây anh em vẫn có ăn, hôm trước mình view rồi đấy, chúng ta vẫn có ăn T cộng ở đây, có thể là còn bò được lên trên vùng quanh quanh 27 28 cơ. Tuy nhiên là để mà cần một nhịp mà chạy nước rút con này ấy, thì mình sẽ chờ những nhịp rũ xong xong đánh lên như thế này. Còn còn tập trung chủ yếu du mình thì vẫn là bất động sản nhé, đánh bất động sản. Nếu như mà không thành công nó rũ về đây hoặc là không chạy phân phối hay là không chạy mà gom hàng lâu thì không sao cả đúng không ạ, chúng ta còn chờ. Còn riêng với dòng banh thì mình hold HD banh thôi đúng không, chúng ta hold HD banh thôi, hàng tăng trưởng hold thoải mái đúng không, hold từ 16.x vẫn báo hold 16.x đây được 28% rồi, không một con nào đánh được lúc rút 28% như con HD banh này đâu, con banh này đâu, những con cổ phiếu khác là chỉ chạy ở cái nhịp đây thôi đúng không, chỉ chạy ở cái nhịp này thôi, quanh quanh đây cũng chỉ được 20% thôi. HD banh của mình chạy tương đối khỏe đó, nên là banh mình chỉ hold một con như vậy thôi. Còn những cái con cổ phiếu này thì anh em chờ LVLVS chơi đúng không? Rất khó để nó về sâu tận vùng 19. Tuy nhiên là gì? Đối với những cái nhịp mà nó đã lên trên cái vùng vùng đỉnh này rồi, vùng cung này rồi thì mình sẽ cần phải chờ tái tích lũy hoặc là mình đánh T cộng thôi, đúng không? Đâu phải đơn giản mà nó bốc một phát đi lên luôn được. Banh thì nó tích lũy lại khoảng tầm 1-2 tháng ở đây thì đẹp. Có Vietcombank đó, Vietcombank thì mọi người chú ý là gì, khi mà test về LVS ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm T cộng vùng 8689, quan tâm T cộng ở đây thôi. Thực tế là những cái nhịp này mọi người thể thấy là nó kéo có 11% thôi đúng không, kể cả từ cái nhịp spring xuống lên đây có 15% đúng không, có 15% thôi. Nếu như bắt ở những cây này đằng sau cây này thì có được có 8 đến 10% thôi, so với các mã khác thì mình đánh thì ăn thua đâu đúng không, HAG vẫn cầm đó, chúng ta đánh từ 8 đến 6, 8.7 lên tận 62% mà vẫn hold đúng không? Vẫn báo hold trung hạn, khi nào X2 thì mình bán thêm đó, những con cổ phiếu này phải đánh được X2 thì mình mới bán. Quay trở lại với phái sinh đi, như vậy là cơ sở nhá, cơ sở mình sẽ săn về bất động sản và gom hàng rồi và chờ lúc rút thôi, săn bất động sản. Có một vài mã T cộng thì anh em chủ động thôi, còn đánh chính thì mình vẫn đánh về bất động sản nhá, dù mình này về đánh bất động sản. Quay trở lại với phái sinh, anh em có thể thấy là gì, nếu như đây là một nhịp silvering thì chúng ta tiếp tục hold một vị thế long lên vùng 1203 đó, đó có vẫn có hai kịch bản xảy ra. Ok, chúng ta có một cái nhịp này là nhịp, nhịp tái tích lũy, có Sovereign đi lên thì chúng ta sẽ cùng quan sát ngày mai cái vùng LVS này, chính là vùng Breaker OB trên là con này nhá. Đây trên này con Doji King đúng không? Và đầu tiên anh em thấy là gì? Nó vẫn giữ giá được ở đây đúng không? Sau đó break qua thì ngày mai vẫn là cái điểm mà test lại đúng không? Quanh mốc giá 90.x92 chúng ta sẽ đánh long lên. Và stop loss chỉ cần để dưới cây này một chút thôi. Đó có hai cái vùng chơi chính là vùng này, vùng thứ hai tất nhiên rồi vẫn là cái vùng ở bên dưới đúng không, quanh quanh cái mốc 87.
Và mục tiêu của mình vẫn là gì? TP1 vẫn là thằng này, 96.x. TP2 thì 1203. Đó, kịch bản nếu như ngày mai nó tạo ra một cái nhịp mà test đỉnh cao dần đúng không? Đó thì mình sẽ đánh sideways như thế này, đi lên lên trên này. Và lưu ý là lên trên vùng này thì chúng ta sẽ chốt lời giật vị thế. Tại vì lên trên vùng này sẽ có phân kỳ và cũng sẽ có những rung lắc của trụ VN30 nhé. Bành rung lắc. Đây là giai đoạn này sẽ tháng này thì vẫn là một tháng mà đánh đánh long, tuy nhiên là gì lên trên vùng nó không, mình không hold long mạnh được như tháng trước đúng không? Mình sẽ cần phải chờ nó tái tích lũy. Có thể là những nhịp mà lên trên đây sau đó lại đánh xả rất mạnh xuống xong lại gom long bên dưới xong xong kéo lên. Đó, chứ nó không chạy mượt như cái sóng long của tháng trước đúng không? Sóng long tháng trước chạy một nhịp từ 100x đi lên thì cái nhịp đó thì hoàn toàn chúng ta có thể hold tiếp như thế này. Còn đoạn này thì lên trên này gặp những cái vùng kháng cự mạnh rồi thì rất có thể là có những nhịp mà đảo chiều nên cẩn trọng hơn đó. Và long mình sẽ chủ động mình chốt lời bớt khi mà đến vùng TP nhá. Em có thể thấy là gì, thằng F1, chúng ta vào thằng F1 PLF đi. Rồi anh thấy là gì, cuối phiên có vol long vào đúng không? Do là đang web đang cập nhật nhá, nên là mình phải F5 lại thì nó mới xuất hiện vol PLF. Như vậy đoạn này em có thể thấy gì, đây là một nhịp mà spring xuất hiện vol short nhưng mà nó là spring quay trở lại vượt thằng thằng 91 đúng không? Vượt 91 thì chúng ta có gì, có tái tích lũy, có 1 2 3 4 5 6 cột, 6 cột đúng không? Thì biên min thì chúng ta thấy là gì, rồi chúng ta sẽ chỉnh cái này cho dễ nhìn đi. Traditional này, 1 3 2 lâu này, rồi chúng ta có 4 cột có vol long vào. Như vậy là biên min thì chúng ta vẫn đánh từ đây lên 12 cột thì chúng ta sẽ có vùng 99.x TP cho ngày mai. Mắc thì anh em có vùng 1203. Đó thì chúng ta vẫn có 99 và 1203 cho cái nhịp mà đẩy long cho ngày mai trước khi mà có nhịp rung lắc đúng không? Trước khi nhịp rung lắc. Như vậy là chúng ta sẽ tham minh những lệnh long ở trên về vùng này mình chốt lời thôi nhá, về vùng này này. Đó. Vậy chúng ta sẽ quan tâm cái nhịp này đánh long ở vùng LVS. Còn nếu như ngày mai mà nó đánh vượt 96 luôn thì sao? Thì tất nhiên rồi, chúng ta tiếp tục đánh tại MA 10 15 và mục tiêu vẫn là 99 đến 1203. Chốt lời bớt ở đây và sẽ chờ nó sẽ form một cái cấu trúc mới ở đây nhá. Đây bình thường anh em có thể thấy là gì, tại sao mà lên trên vùng này nó có phản ứng, có phản ứng nhưng mà báo mọi người rồi, nó là điều chỉnh thôi chứ không được sọt, gọi sọt chỉnh ngắn ở đây thôi. Mọi người chú ý này, ở đây chúng ta có một cái nhịp rơi đúng không, rơi này lên quét này xong rồi sập này, thì cái vùng này chính là cái thằng swing OTL và vùng này chính là vùng mà có thể chơi. Nếu như mà bình thường ấy, không phải là nhịp mà kéo mạnh mà chỉ là lên đây test ấy, thì có thể sọt đây này, stop loss đây này. Đó thì đây nó có phản ứng giá đây này, nhưng mà cái nhịp này là dòng tiền nó vào, nó kéo bất động sản cộng với một vài mã banh quay trở lại kéo lại đấy, thì chúng ta sẽ view là gì, cái vùng 94 này nó chỉ chỉnh thôi, và nếu như chốt lời long thì có thể chốt bớt 94 này thôi. Và thực tế nó cũng 94x, nó chỉnh về 992x đúng không? Thì đây chính là cái vùng mà vùng cản, một thế đánh đánh cản đấy, một thế đánh mà có thể cho sọt. Hoặc là đây ví dụ bình thường nha, lên này đúng không, rồi tăng này, thì đoạn này anh em có một cái swing OTL làm đây, nó cũng tương tự là qua Shimodo, qua MPL ấy. Như vậy là ngày mai chúng ta tiếp tục, chúng ta có thể chơi được ở vùng giá 8788.x, stop loss 86 đúng không nào? Đây cũng chính là MPL. Đó, thì ngày mai chúng ta có hai cái điểm đánh. Đầu tiên là điểm này, nếu như mà thị trường mà tiếp tục đây lên trên vùng này. Đó, và lực kéo không quá mạnh thì chúng ta sẽ đánh một cái biên độ quanh vùng 91 đến 94 thôi. Đó, 91 94 và nó có một cái vùng MPL ở vùng 8788 tiếp tục đánh ở trong vùng này. Thì chúng ta có hai cái vùng chúng ta đánh long. Thứ nhất là 91x. Thứ hai là vẫn là cái biên dưới 8788 này, MPL đánh. Và xem lực của thị trường ở bên cơ sở như nào nhé.
lực mua như nào, dòng tiền như nào, thì chúng ta xem là có thể là nó up lên tiếp được hay không, hay là nó chỉ cái nhịp này nó chỉ là một nhịp u tác đúng không, một nhịp đánh u tác lên sau đó thì lại tái phân phối ở đây gãy xuống đây. Mình hoàn toàn phải dựa vào cái tín hiệu trong phiên, nhưng mà gì vẫn ưu tiên canh chỉnh long, canh chỉnh những long những vùng này và chốt lời khi mà gặp vùng cản ở trên này, chốt bớt vị thế và xem dòng tiền nó tích điểm đó. Khi mà xác nhận tái tích lũy tiếp ở đây thì mình sẽ đánh một nhịp đẩy giá tiếp ở đây đi lên 1203 đó, thì đây chính là hai vùng point chúng ta quan tâm nhé, hai vùng 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 quan tâm cho phe long ngày mai vẫn là hai vùng này.